Mình cộng xương xương tất cả những mục vừa rồi nha, hết khoảng 135 triệu. Trời ơi, rất nước mắt, xót tiền quá. Xin chào các mẹ, lại là mẹ Sóc đây. Rất vui được gặp lại các mẹ trong một chiếc video vô cùng đặc biệt. Đây là video cuối cùng của năm 2021 và là ngày cuối cùng rồi. Thế nên mình nghĩ, ồ, tại sao mình không tổng kết xem năm vừa rồi mình nuôi lợn Sóc thì mình hết bao nhiêu tiền nhở? Thế là mình đã làm ra một cái bảng Excel như thế này và ngồi cộng cộng. Các mẹ biết không, cộng xong mình kiểu tá hỏa luôn về con số ấy. Vậy nên mình quyết định làm video này, một là để cho những mẹ mà chưa có con mà đang muốn dự liệu về tài chính thì biết được những mục mà sẽ cần chi khi mà nuôi một em bé là những mục nào, và cái số tiền đó thì tùy vào điều kiện từng gia đình hay là tùy vào điều kiện của em bé, và chúng ta sẽ gọi là mua những sản phẩm khác nhau và mức giá khác nhau nha. Nhưng nói chung thì đây là những khoản chi cơ bản mà mình nghĩ là em bé nào cũng sẽ cần. Ok, bây giờ thì các bạn thử xem là Sóc năm vừa rồi đã ngốn của mẹ Sóc bao nhiêu tiền nhá. Đầu tiên là bỉm đúng không? Nuôi em bé thì bỉm sữa là chi phí rất là cơ bản rồi. Bỉm ở đây thì mình vừa mới lục tủ nhà mình thì thấy mấy cái bịch này. Đây là những bịch bỉm mà hiện tại mình đang sử dụng cho bé Sóc nhà mình. Và giá của mỗi bịch này thì rơi vào khoảng 350.000 một bịch. Đấy là khoảng nhá. Đấy chứ, tức là nó cũng không phải là chính xác một bịch thì là 350.000, nhưng mà khoảng trong các loại bỉm nhà mình hay dùng thì giá nó rơi kiểu như vậy. Và Sóc thì cứ dùng là khoảng 2 tuần một bịch bỉm, một tháng sẽ dùng hết 2 bịch. Đó, có tháng thì nhiều hơn một xíu, có tháng thì ít hơn một xíu, kiểu lẻ ra một hai miếng ấy. Thì mình đã tính rồi, sau 12 tháng thì Sóc dùng hết 8 triệu tiền bỉm, khoảng như vậy. Chi phí tốn thứ hai là chính là sữa. Sữa thì tùy vào từng em bé sẽ uống những loại khác nhau mà chi phí sẽ khác nhau. Nói một chút là Sóc nhà mình thì gần 2 tuổi rồi, nên là bạn ấy uống những cái loại sữa mà trong tuổi là 1 đến 3 nhá, thì chi phí nó cũng sẽ rẻ hơn những cái loại sữa từ 0 đến 1 rất là nhiều rồi. Ôi may quá, nhưng vẫn đắt các mẹ ạ. Ví dụ như bạn ấy thì thường xuyên uống nhất là sữa Meiji nội địa Nhật. Đó thì mình cũng mua của một cái shop mà rất là quen, rất là uy tín và có nhiều chương trình giảm giá rồi ấy. Thì có những đợt sữa nó rơi vào khoảng 495.000, 500.000 một hộp. Một tháng thì bạn ấy uống hết 2 hộp sữa. Thế là mình tính trung bình một năm bạn ấy sẽ uống hết khoảng 12 triệu tiền sữa nếu mà uống cái sữa như thế này. Và cũng có một giai đoạn mình đã thử thay sữa cho bạn ý, vì đợt đấy thì kiểu mình cũng ham hố muốn con kiểu phát triển này kia ấy. Thì mình đã đổi sang cái Aptamin này, nhưng mà nó rất là đắt, tận gần 1 triệu một hộp. Thế là kiểu mình đau ví quá ấy. Thế là sau một thời gian thì mình đã quay lại Meiji cho bạn ý. Tiếp theo đó chính là đồ ăn chính, tức là đồ ăn kiểu thức ăn mặn, thịt cá ấy, cơm ấy, cho bạn ấy ăn trong ngày. Với các em bé từ 0 đến 6 tháng tuổi bố mẹ chẳng phải lo gì cho ăn cả, vì em bé toàn bú mẹ hoặc là ăn sữa công thức 100% thôi. Nhưng các em mà bắt đầu ăn dặm thì bố mẹ phải mua đồ ăn dặm cho con đúng không? Và nhất là cái giai đoạn mà kiểu như 6 tháng đến 1 tuổi ấy, thì em bé ăn dặm khác với người lớn hoàn toàn, thành ra là mua đồ ăn riêng cho em bé. Còn ví dụ như Sóc bây giờ gần 2 tuổi là gần như ăn bữa cơm chung với bố mẹ là còn đỡ đấy. Nhưng mình vẫn tính đồ ăn của con thì một ngày mình cứ cho là rơi vào khoảng 60.000 một ngày nhá, là mình thấy là khá là cơ bản rồi đấy. Bởi vì sẽ có những bữa con chỉ ăn trứng thôi thì ok, nó cũng ít, nhưng sẽ có những bữa con ăn hẳn cá hồi hay là cua, tôm loại to thì nó cũng sẽ đắt hơn đúng không? Đấy, cứ tính trung bình nhá, là một ngày khoảng 60.000 thì là một năm em bé sẽ ăn hết khoảng 21,6 triệu của mẹ. Tiếp theo là đồ ăn vặt. Em bé thì không thể thiếu đồ ăn vặt đúng không? Đồ ăn vặt thì mình sẽ tính là gồm có hoa quả này, gồm có bánh ăn dặm của con này, và gồm có sữa chua. Sữa chua là một phần rất là thiết yếu của em bé nhà mình. Thì với sữa chua ấy thì ở đây nhà mình có dùng cái loại như thế này thì nó hơi mắc tiền một chút. Tính ra là 20.000 một hộp. Đây, một cái lốc thì sẽ có 6 hộp, 20.000 một cái hộp bé như thế này. Đó, thì nếu mà bé ăn một ngày một hộp sữa chua này thì cộng với lại một hộp sữa chua thường chẳng hạn Vinamilk hay là TH Trung Milk gì đấy thì chỉ khoảng 5.000 thôi. Đấy thì tính ra là cũng mất khoảng 25.000 tiền sữa chua rồi. Còn em bé nào mà các mẹ không cho ăn cái sữa này, có thể cho con ăn luôn cái sữa chua thông thường ấy, hoặc là bố mẹ có thể tự làm cho con ấy, thì cái chi phí này nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Em bé nhà mình thì còn hay ăn mấy cái đồ kiểu như thế này, tức là mình cũng có cho con ăn một số bánh kẹo ăn vặt, nhưng mà là những loại dành riêng cho em bé, chứ không mua những cái bánh kẹo bánh quy các thứ mình hay mua ở siêu thị chung, vì nó quá là nhiều đường luôn ấy. Và mình có một cái loại đó là bột lọc sữa. Cái này ấy mình dùng để pha chung với sữa vào những giai đoạn mà con bị biếng ăn sinh lý và con kiểu lười ăn, chán ăn ấy, kiểu nó làm cho sữa trời ơi ngon lắm ấy các mẹ, nên con sẽ uống hết veo veo ấy. Thì mình cũng xếp cái này vào đồ ăn vặt thôi, bởi vì không phải giai đoạn nào mình cũng sẽ sử dụng cho con. Đại loại ăn vặt là những cái mà con thích ấy. Đó thì mình cứ tính trung bình là một ngày em bé của nhà mình ăn hết khoảng 10.000 tiền đồ ăn vặt. Kiểu một gói bánh ăn vặt mua khoảng 80.000 thì mình sẽ cho con ăn trong một tuần ấy, mỗi ngày 10.000. Đây, những cái gói kiểu như thế này này. Đó, cộng với lại hôm nào mà ăn sữa chua này một hộp thì là 20.000, thì là mất 30.000 rồi nhá. Thêm một hộp sữa chua thông thường nữa thì là 35.000. Nói chung là tính trung bình nhá,
thì cứ rơi vào khoảng 30-35 nghìn tiền ăn vặt một ngày đi. Đó, ngày ít ngày nhiều bù nhau nhá. Thì với sóc nhà mình tính xương xương một năm cũng hết khoảng hơn 12 triệu tiền đồ ăn vặt, bằng gọi là một nửa tiền của đồ ăn chính luôn á. Một mục tiếp theo mà sóc nhà mình tiêu khá là tốn tiền của mình đó chính là các thực phẩm chức năng, hay mình còn gọi là thuốc bổ của em bé. Thuốc bổ ở đây là những cái mà mình có thể bổ sung cho em bé hàng ngày hoặc là theo giai đoạn, tùy vào cái giai đoạn phát triển của con, chứ không cần là con bị bệnh gì hay là bác sĩ bắt con phải uống thì mình mới cho uống nhá. Thì ở đây mình có sử dụng cho con những cái thuốc như là kiểu tăng đề kháng này, rồi vitamin dạng nhai như thế này, và hỗ trợ chất xơ, bởi vì sóc nhà mình rất là lười ăn rau chẳng hạn. Hay là mình sẽ có những cái loại như là vitamin D hay là men vi sinh, rồi DHA, sắt, kẽm, tùy vào từng giai đoạn mà con bị thiếu thì bổ sung thôi, canxi vân vân. Đó, đại loại là những cái loại như thế. Thì một năm sóc cũng sẽ tiêu của mẹ hết khoảng là 10 triệu tiền thuốc bổ thực phẩm chức năng này. Có thể là các mẹ sẽ thấy ôi dồi ôi uống gì mà nhiều thế, thì mình tính ví dụ cho các mẹ nhá, là cái này là cái mình cho con mình uống được đều đặn nhất này, đó là cái vitamin D, bởi vì mình sợ là không có đủ D thì con kiểu không hấp thụ được canxi thì sẽ bị lùn giống mẹ nên mình kiểu rất nhớ cho con uống cái này. Thì mình tính ra cái lọ này của nó, vitamin D drop ở đây ấy, là 380-390 nghìn một lọ mà con uống được trong 3 tháng. Thế có phải là một năm thì con sẽ uống hết khoảng 1,5 triệu tiền cái này đúng không? Riêng cái này đúng không? Đó. Thì các mẹ thấy nó nhiều loại như thế này, một năm sẽ hết khoảng cỡ 10 triệu. Có thể các mẹ cũng tiêu hết từng đấy đấy, nhưng các mẹ không ghi và không biết nó tốn như vậy thôi. Một chi phí mà nhà mình có tiêu cho con và năm nào cũng tiêu đó chính là đi khám dinh dưỡng cho con. Thì mỗi một lần khám khoảng 2 triệu bao gồm là khám và làm tất cả các xét nghiệm máu cần thiết để xem có con có thiếu và thừa chất gì không. Thì cứ 6 tháng, khoảng 6 tháng sẽ đi khám một lần nếu mà con không bị vấn đề nghiêm trọng và thiếu thừa chất gì. Nếu mà nghiêm trọng quá thì có thể bác sĩ sẽ hẹn tái khám 2 tháng hoặc 3 tháng. Nhưng với sau nhà mình thì có khoảng 6 tháng thì khám một lần. Đấy, thì một năm sẽ khoảng 4 triệu tiền khám dinh dưỡng cho con. Khoản tiếp theo nhà mình có mua cho sóc đó chính là bảo hiểm. Và bảo hiểm ở đây thì mình mua cho con cả bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, tức là có cả phần tiền tích lũy ở trong đó luôn, và năm nào mình cũng mua. Thì cái phần này mình thấy nó rất là xứng đáng. Mỗi một năm thì mình đóng cho sóc là 15 triệu tiền bảo hiểm nhá. Nghe thì nó hơi nhiều đúng không? Nhưng các bạn biết không, khi mà sóc được 1 tuổi và với một trận ốm bị viêm phế quản cấp, vào viện nhi nằm 1 tuần, con tiêu hết luôn 15 triệu đấy. Và tức là cái lúc đấy nhà mình trong 1 tuần thôi là con tiêu hết 15 triệu đấy, bao gồm cả tất cả các tiền xét nghiệm, chụp chiếu và tiền giường của con. Hồi đấy con nằm cái phòng là 2 giường ở khoa S viện nhi. Thì sau cái quá trình nằm viện đấy thì bên bảo hiểm đã thanh toán cho nhà mình toàn bộ, và nhà mình không mất thêm bất kỳ chi phí nào cả. Và mình còn được thêm chi phí là mỗi ngày mấy chục gì đấy tiền, kiểu không đi làm mà đi chăm con ở viện ấy. Kiểu lãi tiền đấy ấy. Thì nói chung là mình thì không mong con ốm gì để được hưởng những cái tiền đấy đâu, nhưng mà mình thấy là nó cũng đỡ thật. Nếu mà chẳng may mà con có bị ốm mà phải đi viện nằm viện thì cái gói bảo hiểm nhà mình mua cho sóc ấy là có chi trả cả tiền con đi khám. Ví dụ như là con bị sao đấy con đi khám thì mỗi một lần khám của con là được 1 triệu này, tức là khám ra bệnh ấy là được 1 triệu. Con nằm viện thì con cũng được tiền nằm viện này. Và nếu mà có chẳng may nhá, chẳng may bị tai nạn thương tật gì đấy rồi phẫu thuật thì con đương nhiên sẽ được rồi. Và mình cũng mua luôn cả cái gói đấy gắn vào của gói nhân thọ. Tức là mình đóng liên tục, và sau 15 năm thì con sẽ được, mình sẽ cầm được về một cái số tiền mấy trăm triệu đấy cho con. Thì lúc đấy có thể đầu tư cho con vào một cái việc gì đấy to hơn. Thì thôi thì đầu tư vào bảo hiểm thì nó không phải là một cái đầu tư kiểu thông minh nếu mà muốn nói là muốn làm giàu, nhưng mà mình nghĩ là nó là một cái khoản đầu tư rất là an toàn và nên có, vì nó bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho con của mình mà. Thế nên là mình vẫn đầu tư. Đấy, phần này giải thích hơi dài một tí, không thì các bạn lại bảo mình là trời ơi tại sao đi mua bảo hiểm mà chỉ phí tiền ra có đấy. Thì ý của mình đơn giản là như vậy thôi. Và nhà mình đã tái tục rồi, từ lúc sóc 1 tháng tuổi là mình mua rồi, và năm nay sóc đến 2 tuổi thì mình đã gia hạn tiếp và đóng tiếp rồi. Thì mỗi năm là mất 15 triệu tiền bảo hiểm cho con. Một chi phí tiếp theo mà bạn sóc nhà mình tiêu khá là tốn đó là tiền thuốc chữa bệnh. Sóc thì có một cái cơ địa đó là viêm mũi A và viêm mũi dị ứng. Và cứ thời tiết thay đổi một cái, quá nóng hoặc là quá lạnh bất ngờ nhá, là kiểu gì mũi con cũng gặp vấn đề ngay. Kiểu sẽ ngạt mũi hoặc là sổ mũi, sau đó thì kiểu viêm họng, sau đó thì sốt, rồi xuống dưới phổi nếu mà không điều trị kịp thời ngay. Đủ chủ nhiều vấn đề lắm. Mà kiểu có một giai đoạn mình bị stress về cái cơ địa đấy của con ấy. Nhìn chung sóc thì cơ địa là khỏe mạnh, con ăn ngoan, ngủ ngoan, phát triển các chỉ số đều tốt. Chỉ có mỗi cái việc là cái mũi thì giống mẹ, nói chung mình cũng hay bị các bệnh về đường hô hấp ấy. Thì đây, con sẽ luôn có một cái hộp thuốc to như thế này, mà chỗ này mới chỉ là gọi là một phần chỗ thuốc của sóc thôi nhá, để điều trị những cái vấn đề mà liên quan đến hệ hô hấp của con. Thì nói chung là cũng tốn các mẹ ạ. Kiểu cơ bản thì sẽ có những cái thuốc như kiểu là tai mũi họng này,
Đấy, rồi thuốc sổ mũi thì những cái thuốc như kiểu như thế này, thuốc sốt cho con này. Rồi những cái thuốc về tai mũi họng cho con này. Đấy, rồi alpha tray, những này nhà mình kiểu lúc nào cũng rất là đầy đủ ấy. Đó, và có một cái có thể mọi người không để ý, nhưng mà vì nhà mình rửa mũi nhiều nên mình thấy rất là tốn. Ví dụ như đó chính là cái nước muối sinh lý này. Đó, mỗi một lốc mình mua là khoảng 28.000 10 hộp. Và có những giai đoạn bạn sóc nhà mình, bạn ấy rửa mỗi 5 ngày liên tục, mỗi ngày đều rửa 2 đến 3 lần đấy. Mỗi lần rửa thì phải hết khoảng 6 lọ ấy. Thì có phải là một ngày bạn đã rửa của mình mất 2 lốc rồi, là mất khoảng 60.000 tiền cái nước muối sinh lý này rồi. Bạn ấy rửa luôn 5 ngày là mất 300.000 trong một đợt rửa rồi. Đấy, ví dụ như thế, kiểu cảm giác là mỗi cái chai này có 2.000, 3.000 ít mà, nhưng mà cứ rửa cho con nhiều mà xem sẽ tốn. Thì đại loại là những cái chi phí để chữa cho cái bệnh đường hô hấp của sóc, cộng với lại một số những cái chi phí mà mình đi khám ở các cái phòng khám tư, tức là những cái nơi mà bảo hiểm không chi trả ấy, thì nó rơi vào khoảng 10 triệu một năm nhé. Và tiếp theo đó là đồ chơi và sách cho con. Đây là một phần mà mình nghĩ là bắt buộc phải chi trong gia đình nhà mình, bởi vì mình không những chỉ muốn sóc khỏe mạnh đâu, thì sách là không thể thiếu được rồi đúng không, dành cho sự phát triển về trí tuệ và năng lực ngôn ngữ, về cảm xúc, rất là nhiều thứ của con. Thì sóc thì có quá là nhiều sách đi, đây là những cái bộ mà gần đây sóc đang rất là yêu thích thì khoe với các mẹ luôn ấy. Đấy, những bộ mà sóc đang yêu thích gần đây, ví dụ như thế này. Hay là đồ chơi thì có những cái đồ nó cũng rất là rẻ, nhưng những cái này rất là rẻ mà con rất là thích thôi, kiểu có mấy chục nghìn thôi mà con chơi được lâu bền ấy. Còn có những cái đồ như thế này là những cái bộ xếp hình kiểu này, mình thấy là những bộ này con học được rất là nhiều ấy, từ sự kiên nhẫn này, rồi sự thông minh sáng tạo để con xếp ra những nhiều loại hình khác nhau. Và cả những cái món đồ chơi to đùng để phát triển thể chất, như là cái bộ leo leo thang leo này của nhà mình này. Đó, thì tổng tiền sách và tiền đồ chơi một năm mình mua cho sóc ấy thì chắc là cũng phải hơn 10 triệu đấy, nhưng thôi mình cứ tính là 10 triệu cho tròn nhé. Tiếp theo đó chính là quần áo và giày dép. Thì một năm vừa rồi mình đã mua cho con hết tận hơn 20 triệu tiền quần áo giày dép, cho mọi người tin được không? Kiểu chồng mình mà nghe đến đây chắc sẽ bảo ôi rồi ôi vợ thế này đây tiêu như hoãng các thứ, sao quần áo giày dép mua lắm thế kiểu đấy. Nhưng mà thực ra ấy, là nó rất tốn mọi người ạ, bởi vì mình cũng muốn là mua cho con những cái đồ mà kiểu cũng ổn ổn ấy, thì mình hay mua ở Zara, HM hay là OVS đấy, kiểu loanh quanh mấy cái hãng đấy. Thì một cái áo của họ, cái áo mùa hè, áo phông cũng có những cái kiểu 200, 300, 400 cũng có. Nhưng ví dụ như là đồ Zara chẳng hạn thì một cái quần cũng có thể là 400, 500, 600. Đấy, đại ý như vậy thì mình cảm thấy là cái số lượng mình mua cho con nó không phải là quá nhiều đâu, bạt ngàn cả tủ quần áo đâu. Và mình cũng mua rất là khoa học thôi, kiểu đầu mùa đông thì mua một lượt này, đầu mùa hè mua một lượt này. Đấy, đầu mùa thu mua một lượt này. Đợt Tết thì mua cho con một bộ để diện Tết này. À, Noel thì có thể là mua cho con một bộ diện Noel. Đấy, mua kiểu rất là đúng dịp thôi, chứ không phải là ngày nào cũng đi mua quần áo ấy. Thế nhưng mà mỗi lần mua lớn như vậy thì mình xem bill ấy, mỗi lần cũng phải hết từ 3 đến 5 triệu. Đấy. Sau đó là đến khoản giày nữa. Giày của em bé thì cũng rất là tốn tiền, nói chung là cũng cứ phải một đôi rơi vào 600 đến khoảng là hơn 1 triệu thì mới được những cái đôi giày mà chất lượng, nó ôm chân con, nó êm chân con và nó hỗ trợ cho con về cái việc tập đi. Thì các mẹ thấy không? Kiểu mỗi thứ chỉ cảm thấy nó ít 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 thôi ấy, nhưng mà các mẹ cứ cộng hết tất cả cái bill vào mà xem, mỗi năm các mẹ cũng tiêu cho con kha khá tiền quần áo đấy. Và mình thì vì là mình có ghi chép lại thì là mình thấy nó tốn hơn khoảng hơn 20 triệu. Tiếp theo là chi phí tiêm phòng. Thì năm vừa rồi, tức là sóc từ giai đoạn 1 đến 2 tuổi, thì mình nhớ là cái gói tiêm nó rơi vào khoảng 10 hay là 12 triệu gì đấy, vì mình mua nguyên cả một gói ấy. Và tiếp theo là một chi phí mà có thể nhiều mẹ không để ý đâu nhưng rất tốn, đó chính là chi phí chăm sóc da và răng miệng cho em bé. Đây, của nhà mình tất cả cái đội này 3 triệu đấy mọi người. Nhưng thôi 3 triệu một năm thì cũng được nhỉ. Có khi còn nhiều hơn ấy, với một số em bé mà kiểu bị viêm da cơ địa ấy thì các bố mẹ cũng rất là nhiều tiền chữa cho em bé ấy luôn ấy. Nhưng thôi sóc nhà mình thì một năm hết khoảng 3 triệu. Thì ví dụ ở đây nhá, là bạn ấy sẽ có răng miệng thì sẽ có kiểu kem đánh răng, bàn chải đánh răng, thì mình toàn mua mấy cái loại kiểu là hữu cơ ấy. Cái kem, cái bàn chải này này thì sóc tốn cực kỳ tốn luôn, vì ngày nào bạn ấy cũng đánh răng và lần nào thì cũng cắn bàn chải ấy, thế nên là nó cứ bị tóe loay hết ra ấy. Thành ra là cứ một tháng bàn chải một lần đấy, rất là tốn luôn. Rồi đây là kem dưỡng phẩm hàng ngày, sữa tắm, dầu gội, cái chai này là 275.000 này, dùng được khoảng 6 tháng. Dầu rồi chống hăm này đấy, rồi bôi chống muỗi cắn, côn trùng cắn này, rồi sữa dưỡng thể này, rồi đấy, kem dưỡng mình vừa nói rồi nhỉ, cái này này, dưỡng môi gầm má đã bị nẻ. Nói chung là người lớn chăm sóc da như thế nào trẻ con cũng na ná như vậy. Đấy, thì chỗ này là hết hơn 3 củ của mẹ sắp đây. Mình cộng xương xương tất cả những mục vừa rồi nha, hết khoảng 135 triệu. Trời ơi, rớt nước mắt, sốc tiền quá.
Thì đây là những khoản mà mình thấy là những cái đầu mục này là những khoản mà gần như là em bé nào cũng phải chi rồi này. Nhưng mà cái con số thì sẽ khác nhau nhá. Mình sẽ để cái mẫu bảng Excel ở đây, nếu các bố mẹ mà có muốn dùng thì có thể down về và dùng nha, và thử xem là con số của nhà mình là bao nhiêu nhé. Mọi người nhớ chia sẻ con số của mình ở phần comment nhé, kiểu chúng mình đồng cảm chia sẻ với nhau ấy. Thế ngoài ra thì có những cái khoản chi mà mình không có kể ở đây, đó ví dụ như là chi phí cho em bé đi du lịch, chi phí chụp ảnh cho em bé, kiểu mỗi lần đi chụp studio đúng không, ví dụ mỗi năm cho con một bộ ảnh đi cũng 3-4 triệu thôi, nhưng thôi mình không có kể đây vì nó không cơ bản và cấp thiết ấy. Hay là việc mua xe đẩy, xe đồ chơi cho con, ví dụ shop thì có xe đẩy này, xe ba bánh này, xe thăng bằng này, trời ơi cái xe thăng bằng của nó cũng đâu 4 triệu rồi đấy. Thì những cái chi phí đấy nó không quá cấp thiết thì thôi mình không có kể vào đây. Hay là ví dụ như em bé nào mà bắt đầu đi học sớm, có thể là 1 tuổi con đã đi học rồi, thì chi phí đi học của con có thể là 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu, 15 triệu tùy trường luôn. Ví dụ như sốc giai đoạn này thì bạn ấy đang ở nhà nhưng mình có thuê giáo viên đến tận nhà dạy cho con, thì 1 tháng tiền học của con cũng rơi vào khoảng 8 đến 9 triệu rồi, là con học cùng với một bạn nữa đấy. Thì nếu mà cộng vào thì sẽ thấy nó rất là khủng khiếp. Thì thôi mình tạm bỏ những cái chi phí đó qua một bên nhá. Còn bây giờ mà mình cộng riêng cái chi phí tiền đi học cho sóc vào thôi ấy, là một năm ấy là mất khoảng 250 triệu rồi đấy. Video này của mình đến đây xin được kết thúc. Mình làm video này với mong muốn là kể ra những cái đầu mục, những khoản chi phí mà mình sẽ cần phải chi ra khi nuôi một em bé, để các bố mẹ mà chưa có con chẳng hạn thì sẽ có một cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý và tài chính. Nói chung thì ở mỗi một điều kiện gia đình thì chúng mình sẽ nuôi con với cái ngân sách đấy thôi. Nhưng mà bố mẹ cũng cứ cố gắng hết sức là nếu mà mình đã quyết tâm để sinh một em bé thì hãy dành cả thời gian, cả tình cảm và cả tài chính để có thể nuôi dạy em bé đó trong một điều kiện tốt nhất nhá. Chúc các mẹ và chúc các bố và chúc cả các bé sẽ có một năm mới thật là nhiều niềm vui, may mắn, bình an và hạnh phúc nha. Và đương nhiên rồi, hẹn gặp lại tất cả các bố mẹ trong những video tiếp theo của năm 2022 nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Chúc một năm mới.